giờ đang là 7 giờ tối ngày mùng 7 tháng 9 và hiện tại thì mọi người đang thấy cái ánh sáng của tôi đang không có và tôi đang phải sử dụng cái điện thoại để làm ánh sáng. Thì hiện tại thì tôi đang ở Hải Dương và đây đang là một trong những nơi đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi, và hiện tại thì khu vực Hải Dương đang mất điện rồi và mất từ chiều. Và theo như thông tin mà tôi nghe được ấy, thì một số mấy tỉnh mà trong ảnh hưởng bởi bão ấy cũng sẽ bị mất điện, đó là Hải Phòng, Thái Bình ấy, Quảng Ninh là gọi là cũng đều mất điện hết, và trong đấy thì Hải Dương cũng bị mất. Thì tôi cũng chưa biết là cái này khả năng rất là cao là do sự cố và từ tầm chiều đã mất rồi và đến bây giờ là 7 giờ tối thì vẫn chưa có và khả năng là sẽ là mất điện dài hơn. Và hiện tại thì trời đang khá là tối, như là bão thì ở Hải Dương, ở các khu vực khác thì tôi cũng chưa biết tình hình như nào, nên là tình hình của các bạn ở các khu vực khác như nào thì các bạn có thể cập nhật tình hình nhé. Nhưng còn ở tôi thì hiện tại đang ở Hải Dương, bây giờ thì trời nó khá là tối rồi cho nên là tôi cũng không thể nào quay cho các bạn, hoặc có thể là các bạn sẽ không nhìn được cái gió hay là cái mưa ấy. Nhưng mà hiện tại gió đang khá là to và tôi cũng hơi ngại cái việc mở cửa, tại vì rất có thể là gió nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà đây, tôi sẽ có thể mở cửa cho anh em xem, hy vọng là anh em có thể nghe thấy tiếng. Đợi đi. Thật sự là cơn bão này rất là khốc liệt anh em ạ. Ôi giời. Ôi giời. Ủa, bây giờ cửa nó đang rất nặng đến nỗi mà tôi đã không đẩy được. Ủa. Đấy, mọi người có thể thấy tôi vừa hé cửa ra này. Ui, gió nó đẩy. Đó, tôi chỉ vừa mới đẩy ra thôi mà gió nó đã thốc mạnh mà. Đấy. Sợ thật sự luôn. Và đấy, thì hiện tại em đang là như này. Anh em có thể thấy là quanh khu bên ngoài em thấy là không có điện, gần như là tối với một màu tối đen luôn. Thì đây đang là cái khung cảnh mất điện ở chỗ khu vực của tôi. Thì hiện tại đang mất điện. Thì tôi với lại gia đình vừa ăn tối xong. Thì hôm nay thì do không có điện nên là cũng không nấu nướng gì cả, cho nên là cả nhà tôi thì quyết định là ăn mì tôm thôi. Khá là may là còn mua sẵn mì tôm về, ít nhất là bữa nay có ăn. Tại vì bây giờ đang chưa có điện nên là cũng chưa biết được là lúc nào sẽ có điện nữa cơ. Đây là tình hình bây giờ đang khá là tình hình, và thậm chí là không chỉ mất điện ấy mà còn mất cả sóng điện thoại cơ. Là chiều ngày hôm nay là cái mạng 4G nó đã rất là chậm. Mạng 4G nó đã rất là chậm rồi. Và sau đấy thì đến khoảng tầm 3-4 giờ chiều ấy là nó bị mất mạng hoàn toàn luôn. Và gần như là còn không có sóng điện thoại để gọi điện. Chiều ngày hôm nay thì nhà tôi có gọi điện cho bà nội bà ngoại để hỏi xem tình hình như nào, thì cũng chỉ gọi nhanh được một chút, sau đó là mất sóng nên là không gọi được. Và tôi cũng thế. Thì bây giờ hiện tại thì còn mỗi tôi cái GoPro và đợi tôi xíu. Điện thoại của tôi bây giờ đang là 19:07 và tôi đang còn 53% pin. Thì hy vọng là cái pin điện thoại này sẽ trụ được đến cái lúc có điện. Anh em có thể thấy là đây là nhà tôi này, gần như là không có một chút điện nào. Ở dưới kia thì chắc là bố mẹ tôi đang ở tầng 1. Thật sự là cơn bão này nó quá là khủng khiếp mọi người ạ. Tôi không biết là ở Hải Dương có phải là bị chịu thiệt, gọi là ở cái mức độ nó quá nặng nề hay không. Nhưng mà với tình hình Hải Dương như này thì tôi còn chưa biết được là những bạn mà ở những cái khu vực ở tâm bão kiểu Hải Phòng hay là Quảng Ninh thì nó sẽ như nào. Nhưng mà chiều ngày hôm nay thì nó gió, và tức là nó cũng không đến mức mưa quá to, nhưng mà nó gió rất là mạnh, và những cái cây ở ngoài đường ở chỗ của tôi này thì những cái cây nhỏ gần như là bị đổ hết. Và ngày hôm nay thì trong vườn nhà tôi thì có một ít gọi là đu đủ thì quả rụng hết anh em ạ, quả rụng hết. Thế là mẹ tôi phải chạy ra, mẹ tôi nhặt mấy cái quả đấy về xanh le. Tình hình rất là tình hình anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ đang là 7 giờ tối và tôi cập nhật cho anh em như vậy. Nếu mà hôm nay thì có tình hình gì thì tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người nhé. Ok, bây giờ tôi cũng phải tiết kiệm pin của GoPro nữa, tại vì cũng không có điện để sạc pin. Thế nhá mọi người ơi. Không biết là mọi người nghe được cái tiếng đập ở cùng.
Tôi không biết là mọi người có nghe được không, nhưng mà thực sự là nó đang rất là ác liệt anh em ạ. Hello mọi người. Hiện tại thì tôi đang không bật điện thoại để lên để cho mọi người coi, tại vì tôi đang muốn tiết kiệm pin một chút. Hiện tại bây giờ đang là 7:30, tức là 30 phút kể từ cái lúc mà tôi làm cái đoạn đầu tiên. Thì bây giờ tình hình nó vẫn thế, và gió thì tôi cảm giác là càng ngày nó càng to hơn. Và tôi không biết là nếu như tôi mở này ra thì anh em có cảm nhận được gió không, nên để tôi sẽ mở thử nhé. Và hiện tại mở cửa cũng rất là khó khăn, do mở cửa nó cũng rất là khó khăn, do là cứ mở ra là gió nó sẽ đẩy ú. Và tôi không biết là mọi người có cảm nhận được không. Tôi phải khóa cửa lại ngay anh em ạ. Thế nào mọi người, bây giờ đang là 9 giờ tối và tình hình hiện tại thì ở Hải Dương vẫn đang mất điện. Và vừa nãy thì có một chút mạng nên là tôi có lên mạng thì hóng được là ở những nơi khác thì cũng đang mất điện. Và bây giờ là khoảng tầm 8-9 giờ tối thì tâm bão đang bắt đầu đến khu vực Hải Dương và Hà Nội, nên là tôi hy vọng là mọi người vẫn đang ổn. Hiện tại thì mất điện rồi và điện thoại của tôi thì lại còn không có nhiều pin, còn khoảng tầm 40 mấy% thôi, nên là tôi rất hạn chế dùng điện thoại. Nên là trong khoảng tầm 1 tiếng vừa rồi tôi có tranh thủ tôi nằm ngủ được một chút, nhưng mà cũng không ngủ được sâu tại vì gió nó rất là mạnh và cửa thì cứ đập liên tục. Mà vừa nãy thì ở chỗ tầng trên, chỗ tầng thượng nó kêu ùình một cái, thế là tôi tỉnh dậy luôn. Và chạy lên đấy thì bố tôi có bảo là cái tôn buổi chiều nó bị, chắc là bị bung ra. Chiều nay là lúc gió là đã bung cái tôn một lần và sau đó là lên buộc rồi, nhưng mà có vẻ như là tối nay nó lại bị bung. Nhưng mà bây giờ thì gió nó rất là to nên là không thể nào ra ngoài để buộc lại được, nên là thôi cứ mặc kệ nó thôi. Hy vọng bão nó sẽ sớm qua đi. Nhưng mà mất điện nên là nóng lắm mọi người ạ. Ở trong nhà thì cũng không mở cửa được, nó rất là nóng, cũng không dám mở cửa sổ luôn. Nên là tôi nghĩ là mình sẽ có một phương án để mình có thể lấy gió được. Đây sẽ là cái phương án để tôi lấy gió này. Là bây giờ tôi sẽ mở cái cửa này ra để tôi hít gió. Nhưng mà phải giữ cái cửa này rất là chắc, tại vì gió nó thổi liên tục. Phải giữ cái này liên tục, không là gió nó không để ý một chút thôi là nó bật vào trong ngay. Tôi vẫn cảm thấy là có vài hạt mưa, tức là bên ngoài vẫn đang mưa anh em ạ. Bên ngoài vẫn đang mưa, nhưng bên cạnh đấy thì gió cũng rất là mạnh. Thế bảo là ở các khu vực khác thì cũng đang cắt điện, nên là khả năng là tôi nghĩ là sẽ là mất điện rất là lâu. Ok, và đấy là tình hình lúc 9 giờ tối. Và tôi vẫn hy vọng là mọi người đang tránh bão an toàn. Và có gì tôi sẽ lại cập nhật cho mọi người trong khoảng thời gian tiếp theo nha. Hello mọi người, bây giờ đang là 10 giờ đêm và tình hình thì nhà tôi vẫn đang mất điện. Thì cập nhật một chút tình hình là hiện tại thì sau khi đi quanh nhà thì tôi phát hiện ra là có một số chỗ trong nhà tôi nó bị rò rỉ nước. Thì trong đấy là có chỗ này nó bị rò rỉ nước từ bên trên này, nhưng mà nó bị một chút thôi, nó không nhiều. Nhưng mà ở trong này, ở cái chỗ gian thờ ấy, thì ở chỗ này này là nước vào khá là nhiều. Đây mọi người thấy không, ở đây nước vào khá là nhiều nhưng mà nhà tôi đã quét bớt đi rồi. Nhưng mà ở đây này, không biết là mọi người có nhìn thấy không, nhưng mà nước nó vào đó, nó dâng lên đây. Để tôi sờ thử xem, để tôi sờ cho mọi người xem này. Đó, nước này. Nó vào kiểu nó vào thông qua mấy cái khe cửa đây này, nó vào thông qua khe cửa xong là nó dâng lên, xong rồi nó tràn vào bên trong. Thì đấy anh em thấy là nhà tôi để mấy cái khăn ở đây này để thấm nước ở đây này, nhưng mà không ăn thua đó.
Chiều nay là cũng bị tràn vào rồi, nhưng mà chiều nay là ở cửa bên kia ấy, cửa sổ bên kia thì cũng đã quét một lần rồi, nhưng mà tối hôm nay thì nó chuyển sang cái cửa bên này. Này anh em này, nhìn này, nước này ấy, thấy chưa? Đó. Nên là hy vọng là mọi người vẫn đang ổn. Thì đấy là tình hình lúc 10 giờ đêm của nhà tôi. Điện thoại tôi chỉ còn đâu đó khoảng tầm 40% pin thôi. Tôi đã hạn chế dùng hết mức có thể rồi. Cũng không biết tình hình lát nữa nó sẽ như nào. Hiện tại thì tình hình mạng nó cũng không thực sự là tốt lắm, lúc được lúc không, nên là cũng chả biết được tình hình nó như nào. Mà điện thì lại chưa có nữa, nên là cũng chả biết như nào. Thôi thì hy vọng là mọi người vẫn ổn, và nếu như có thêm cái thông tin gì thì tôi sẽ lại cập nhật tình hình ấy cho mọi người nha. Hello mọi người, bây giờ đang là 12 giờ đêm và tình hình thì bão thì hôm nay nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà nó vẫn rất là gió và hiện tại thì vẫn chưa có điện anh em ạ, vẫn chưa có điện. Thì bây giờ tôi đang xuống dưới để tôi uống nước, nên là tôi hơi khát nên là tôi xuống dưới để tôi uống ngụm nước. Mưa bão vất vả thật và đến giờ vẫn chưa có điện luôn. Bây giờ điện thoại của tôi chỉ còn 20 mấy% thôi. Hy vọng là trước khi điện thoại sập nguồn thì chúng ta sẽ có điện để tôi có thể sạc nốt cái pin điện thoại. Tôi sẽ để ở đây, đợi tôi một xíu. Hy vọng nó không bị trượt. Ôi, trượt đấy. Đây, hiện tại đang là 12 giờ. Mọi người thấy không? Đang là 12 giờ. Đó. Đây. Đây là mấy cái quả đu đủ mà buổi chiều nó bị rụng đây. Mẹ tôi phải ra mẹ tôi nhặt về. Anh em nhìn này, quả xanh lét. Chưa gọi là chưa có quả nào chín cả. Anh em nhìn này. Cửa này. Nhà tôi đã phải buộc dây vào đây để nó đỡ bị rung, trông như cái nơ nhưng mà thực ra là để tránh bão. Nè. Nếu mà không buộc cái này vào ấy là cửa nhà tôi nó sẽ rất là rung. Nó rất là rung. Hiện tại tôi đang ở tầng 1. Mưa gió quá. Nói chung là tình hình thì nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà cơ bản là nó vẫn sẽ bị mất điện và tôi cũng chưa biết được là khi nào có điện. Và bây giờ thì có lẽ là tôi cũng hơi hơi buồn ngủ rồi, nên là khả năng bây giờ tôi sẽ lên tôi nằm, và có lẽ là sáng ngày mai thì tôi sẽ cập nhật tình hình. Vừa nãy cái cửa này nó cạch cạch một cái anh em ạ, nghe sợ dã man, tôi cứ tưởng là bị làm sao cái cửa này. Đấy, tôi nhìn. Đấy, nó vừa nó cạch cạch một cái ấy, không biết anh em có nghe thấy không, nhưng mà nó cạch cạch khiếp, nghe sợ dã man. Tầm này mà giả dụ mà nằm nghe chuyện, nghe gọi là chuyện kinh dị của Nguyễn Ngọc Ngạn thì thôi hết nước chấm luôn đấy chứ. Ok, thì tình hình bây giờ thì chắc là gió bão nó cũng đỡ hơn rồi, và vừa nãy xem qua tin tức thì thấy bảo là cũng qua khu vực Hà Nội rồi, nên là hy vọng là nó sẽ sớm trở lại bình thường. Hay còn thông tin thì có thể là mai tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người nhé. Hiện tại đang là 3 giờ sáng và mình vừa ngủ được một lúc thì bây giờ mình bị dậy. Mình bị dậy tầm này là do mình hơi đói. Tại vì tối qua thì ăn được có một tí, ăn được cái bát mì tôm nên là giờ hơi đói. Thì mình cứ nghĩ là lúc mình dậy thì hy vọng nó sẽ có điện, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa có. Chắc có nghĩa là mình nghĩ là phải sáng mai. Nên là có lẽ là mình sẽ xuống để mình kiếm cái gì đó mình ăn. Hiện tại thì gần như là gió nó đã giảm đi rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vừa mở cửa ra thì mình thấy là nó vẫn mưa, nó vẫn có một chút gió và kèm chút mưa, và thỉnh thoảng thì còn có cả sấm chớp nữa cơ. Thì mình không biết là mọi người có nhìn không, là mình sẽ quay thử cho mọi người xem.
Bên ngoài thì nó vẫn đen như này, nhưng mà mình thử tắt đèn đi xem mọi người có nhìn được ấy không nhá. Thỉnh thoảng nó sẽ có sấm chớp thì không biết mọi người có nhìn thấy không. Đấy, nó vừa nháy nháy sấm chớp đấy, nhưng mà mình nghĩ là có vẻ như là mọi người không nghe được, không nhìn được. Ok, nhưng mà cơ bản là tầm này thì không còn nhiều gió nữa và mưa nó cũng chỉ lất phất thôi. Và hiện tại thì như mình check thì nó vẫn mất mạng mọi người ạ, mạng nó vẫn bị mất. Nó cũng chưa có mạng. Thôi được rồi, mình sẽ đi vào nhà. Ok, thì mình vừa mới xuống đến chỗ tầng 1 và mình mở tủ lạnh ra thì mình thấy ở trong này có một cái hộp bánh hạt dẻ. Đấy, thì chắc là có lẽ là mình sẽ ăn cái bánh hạt dẻ này một chút, sau đó là mình có lẽ là sẽ lại lên ngủ tiếp, tại vì mình cũng không còn nhiều pin điện thoại nữa nên là cũng chả biết dùng làm gì, điện thì chưa có. Cái bánh hạt dẻ mời mọi người ăn. Tôi ăn cái bánh này cảm giác là nó hơi giống cái bánh pía, không biết mọi người có ăn cái đã ăn cái bánh 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 pía bao giờ chưa, thì tôi cảm giác là cái này nó cũng giống giống như thế, nhưng mà ăn hơi khô mọi người ạ, ăn hơi khô, nhưng mà tầm này đói quá. Nếu mà mọi người thấy tiếng của tôi nó hơi bé thì tại vì bây giờ 3 giờ ấy nên là tôi phải nói bé bé, tại vì bố mẹ tôi vẫn còn đang ngủ. Mình tính là sẽ ngủ đến sáng mà đói quá nên là bị dậy mọi người ạ. Không biết chỗ của mọi người như nào rồi. Tôi nghĩ là khả năng là cái vườn chỗ của tôi mất điện này, khả năng là do sự cố. Tại vì tôi nghe ngóng được thấy bọn nhiều chỗ khác ở Hải Dương ấy là có điện rồi, nhưng mà chỗ của tôi thì mãi vẫn chưa có. Khả năng là do sự cố. Tôi rót nước nhầm vào cái cốc nước uống rượu của bố tôi không ạ? À. Ăn uống xong rồi, có lẽ là bây giờ tôi sẽ đi ngủ tiếp, và tôi sẽ cố là tôi tiết kiệm pin hết mức có thể nhé, tại vì hiện tại pin điện thoại tôi thấy nó chỉ còn 5% thôi. Hy vọng là sáng mai lúc tôi dậy là sẽ có điện để còn sạc pin chứ không là toi đó. Bye mọi người, hy vọng mọi người vẫn an toàn trong cơn bão. Hello mọi người, hiện bây giờ đang là tầm 6 rưỡi 7 giờ sáng. Thì mọi người có thể thấy là trời bắt đầu sáng lên rồi. Và ngày hôm qua thì thực ra là từ cái lúc 3 giờ ấy lên ấy, mình cũng nằm theo kiểu ngủ ngủ được một chút. Nó cũng nói chung là cũng không ngủ được nhiều anh em ạ. Thì vừa nãy mình có tắm qua một cái cho nó mát mẻ một chút.
Cũng rất may cho cái khu của mình nó chỉ mất điện thôi chứ nó không có mất nước. Nhưng mà nghe nói là một số những khu khác là họ còn bị mất nước đó cơ. Nhưng mà may chỗ mình không bị. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ vẫn chưa có điện. Và điện thoại của tôi thì đã sập nguồn rồi. Nhưng mà cũng may là cho nó sáng nên là có thể lấy ánh sáng ở ngoài để có thể cho anh em xem. Thì đây, cho anh em xem là ngày hôm qua đến hôm nay thì nó sẽ như thế nào nhé. Hiện tại tôi có thể mở cái cửa này ra được. Nó vẫn hơi mưa một tí nhưng mà ok. Đây cho mọi người xem này. Đó, mọi người có thể nhìn xa xa cái có cái cây bị đổ không? Đó, đây là cái cây mà nó bị đổ từ tầm chiều ngày hôm qua, nó đã bị đổ rồi. Thế còn ở phía bên chỗ công viên này còn rất là nhiều cây bị đổ nữa cơ. Mọi người có nhìn thấy không? À, hiện tại thì trời nó cũng trông nó mây mây như này. Thì tôi nghĩ khả năng là nó vẫn sẽ mưa. Bên này trông vẫn khá là âm u. Thì khả năng nó vẫn sẽ mưa. Mà chắc chắn rồi thì hôm nay có lẽ là nó sẽ không mưa to như hôm qua nữa. À, cái mà tôi cần bây giờ là tôi đang cần cố gắng là có điện sớm để tôi sẽ sạc cái pin điện thoại. Và hiện tại đang là tình hình vào tầm 6-7 giờ sáng. Thì nếu như có thông tin thì tôi sẽ cập nhật thêm nhé. Úi trời, vừa tắm xong nên là anh em nhìn trông đầu nó hơi ướt nhé anh em. Đây là tôi vừa mới đã tắm xong ấy, nhưng mà không có máy sấy anh em ạ, không có điện. Bão ác thật. Thế này mà những cái nơi mà bão nó ảnh hưởng nặng như Hà Nội hay là Quảng Ninh thì không biết là như thế nào. Hy vọng là mọi người vẫn ổn. Hello mọi người, bây giờ thì tôi cũng không chắc được là khoảng tầm mấy giờ, tại vì điện thoại tôi hết pin rồi mà tôi cũng chưa xuống dưới để tôi xem giờ nữa, nhưng mà tôi cảm giác nó sẽ đâu đó vào khoảng tầm 9 cho tới khoảng tầm 10 giờ sáng. Nhưng mà anh em nhìn này, hiện tại tình hình nó đang là như này. Nó không còn nhiều gió nữa nhưng mà bây giờ nó lại đang mưa rất to mọi người ạ. Nè. Mọi người nhìn này. Nó đang mưa rất to. Đó. Và anh em nhìn cái chỗ nước này của tôi nó đang bị còn bị ngập lên, chứng tỏ là nó mưa rất là to rồi. Ngày hôm qua nó còn không mưa to như thế này. Ngày hôm qua thì nó rất là gió. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại mưa. Và đây là tình hình của tôi như này. Nếu mà chỉ cần mở cửa ra thôi là sẽ thấy gió và mưa nó ầm ầm ngay. Tôi sẽ mở một chút cho mọi người xem. Đó, mọi người có nghe thấy tiếng không? Đấy. Đây. Nè. Tình hình là bây giờ đang rất mưa. Tôi không biết là những chỗ khác này như nào, nhưng ở hiện tại thì bây giờ đang rất mưa. Và một điều nữa đó là vẫn chưa có điện mọi người ạ. Đây. Vẫn chưa có điện. Không biết là lúc nào mới có điện nữa. Đúng rồi, chống bão mệt thật. Thôi, nếu như có tình hình gì thì tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người nhé. Hello mọi người. Bây giờ đang là khoảng tầm 10 giờ sáng và bây giờ thì đã hết mưa rồi. Đây. Bây giờ thì hết mưa rồi. Nhưng mà trời thì vẫn rất là âm u. Nên là tôi nghĩ là khả năng nó sẽ còn phải mưa mấy đợt nữa. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ đang tạnh và nó là một thời gian khá là rảnh. Cũng phải khá là chill. Chỉ tôi biết tội là hơi nóng. Thì khi mà hơi nóng thì tôi sẽ mở cái cửa này ra. Đấy, tôi sẽ mở cái cửa này ra. Đấy, để gió nó sẽ lùa vào cho nó mát. Và hiện tại thì vẫn chưa có mạng, vẫn chưa có điện và điện thoại của tôi vẫn đang hết pin. Và tình hình này thì cũng chưa biết được là tầm nào sẽ có điện cơ. Mà nếu như mà không có điện thì trưa nay khả năng là sẽ không nấu nướng gì được. Thì nãy thì bố mẹ tôi có bảo là nếu như mà lát nữa mà không có điện thì có lẽ là lấy bếp củi ra xong là đun nước lên, xong là có khi lại mỗi người làm một ly mì tôm. Và hy vọng là chiều nó sẽ có điện. Thật ra thì mưa gió này thì tôi thấy là kiểu cũng có mấy nhóm trẻ con nó chạy ra ngoài chỗ công viên cái chơi ấy. Nhưng mà không ăn thua lắm mọi người ạ. Tầm này đi ra đường nó cũng kiểu, tôi nghĩ là chắc là đi ra đường thì nó cũng không vấn đề gì đâu, nhưng mà kiểu nó bất chợt nó mưa thì cũng hơi ngại.
Hello mọi người, bây giờ đang là khoảng tầm 11 giờ trưa và hiện tại thì trời khá là tạnh rồi nên là tôi quyết định là đi ra ngoài. Và hiện tại tôi đang định là sẽ đi sang cái tạp hóa ở gần đây xem là có mua cái gì không, tại vì tôi cũng đang hơi bị thèm đồ ăn nên là xem có gì mua không. Và tiện thể thì tôi sẽ xem là ở đấy họ có điện không thì tôi sẽ sạc nhờ cái điện thoại. Đây, đây là cây ở trước nhà tôi này. Nó đã đổ mất rồi. Tranh thủ thì hiện tại nó cũng đang khá là tạnh nên là mình sẽ thử đi xem là nó như nào. Trời nó cũng không mưa nên là ở công viên này mấy nhóm trẻ con ra chơi cũng khá là nhiều. Chỗ mà tôi mua đồ thì tôi sẽ đi thẳng về cái chỗ cái khu tòa chung cư ở đây, nhưng mà cũng chưa biết được là liệu chỗ đấy có điện không, tại vì hôm qua là lúc mất điện ấy là cả cái tòa chung cư nó cũng mất. Đây. Cây đổ này sợ chưa. Này bên này cũng có mấy cây đổ nữa này. Hy vọng là chỗ đấy họ có điện, ít nhất là mình mong là họ có điện sớm hơn thì mình sẽ tranh thủ mình sẽ sạc điện thoại. Nè mọi người nhìn này, cái biển phố ở đây cũng bị bật luôn rồi. Nằm siêu vẹo một góc luôn rồi. Nè, mọi người nhìn cái phố chưa? Nè, cái biển phố này. Sợ thật. Đâu để tôi xem cái biển này. Nè, nó bị quật kiểu gì ấy. Thế này, đã man chưa? Ui giời. Nè, sợ thật. Đây có cả, tôi thấy có cả gạch nhá. Khả năng là có thể là gạch ở chỗ nào đó bay xuống đấy, xong rồi nó vỡ. Xời. Ác đản thật đi chứ. Này, nói chung là các cây ở đây là mọi người nhìn này, đổ hết. Là không đổ thì cũng phải nghiêng đến khoảng tầm 80 độ. Sắp đổ đến nơi rồi. Bật cái gốc lên rồi. Bên này thì cũng tương tự. Gần như là giờ đi ra đường là ở khu của tôi chỗ nào cũng thấy cây đổ. Tôi vừa ra cửa hàng nhưng mà cũng không mua được cái gì cả nên là tôi quyết định tôi mua một lon Coca thôi, xong rồi tôi sẽ đi về. Mà ở đây thì tôi thấy là trong đây mọi người đang sạc điện thoại, có lẽ là tôi sẽ vào tôi xin sạc ké một chút nếu như mà được. Đây, tôi sẽ vào chỗ nhà xe tôi sẽ xin sạc ké điện thoại. Sau khi mình về và mình lấy cái sạc thì bây giờ mình đang sạc điện thoại ở nhờ ở cái chỗ nhà gửi xe ở chỗ chung cư này. Đang phải cố sạc. Mọi người cũng đang sạc điện ở đây. Có người thì sạc điện thoại, có người thì sạc quạt, có người thì sạc bình siêu tốc. Ráng đợi một tí. Sạc của mình cũng là sạc nhanh ấy nên là chắc cũng không phải đợi lâu đâu. Con ơi!
tại của tôi xài khá là nhanh. Hiện tại tôi đang ngồi đợi điện thoại tôi sạc pin được 23%, vẫn đang ngồi đợi. Giờ thì cứ ngồi đợi thôi. Mình không có sạc dự phòng nên là tôi cố gắng là sạc càng nhiều càng tốt. Chắc là cũng nhanh, chắc là cỡ khoảng tầm 10-15 phút nữa. Tại vì tôi cái sạc của máy điện thoại tôi nó kiểu sạc nhanh ấy, nên là nó lấy pin cũng nhanh. Sạc thật cây đổ này. Không chừa lại cái gì. Thôi, giờ tôi ngồi đợi sạc pin nhá. Lúc nào đợi đầy pin thì tôi sẽ lại quay tiếp nha. Hello mọi người, bây giờ đang là chắc là tầm 12 giờ. Thì tôi vừa mới sạc pin điện thoại xong. Thì chắc là khoảng tầm sạc được khoảng tầm 40 phút. Thì điện thoại của tôi sạc lên được tầm 90%. Tôi tính là ngồi sạc nốt để cố lên 100 nhưng mà có vẻ như là hơi lâu. Nên là thôi tôi quyết định đi về và hy vọng là chiều nay thì nó sẽ có điện và điện thoại mình sẽ không hết pin. Cũng điện thoại thì vừa nãy tôi cũng có bật lên để tôi thử lên mạng xem, nhưng mà nói chung là mạng cũng rất là chậm, gần như là cũng không loát được. Nên là cũng không biết được là tình hình nó như nào. Và vừa nãy thì nghe nói chuyện thì còn có thông tin là khả năng là chiều nay là sẽ cắt nước. Khả năng là sẽ cắt nước nên là cũng chưa biết tình hình nó như nào. Điện thì còn chưa có mà đã mất nước rồi. Thực ra là hôm qua ấy là đã có thông tin là mấy chỗ khác là mất nước rồi, nhưng mà chỗ của tôi thì chưa mất. Nhưng mà rất có khả năng là chiều nay là sẽ cắt nước. Khó khăn thật sự. Đây, mọi người nhìn này, cây đổ này. Thậm chí là mấy cái giàn giáo ở đây cũng có giàn giáo bị đổ cơ. Tôi đang hơi mỏi chân anh em ạ. Bây giờ thì trời thì nó quang tạnh hơn rất là nhiều so với hồi sáng rồi. Nên là tôi nghĩ là khả năng là sẽ không có mưa. Nhưng mà quan trọng là khắc phục sự cố điện nước thì chưa biết được lúc nào xong thôi. Này, quên một chỗ này đổ này. Sợ thật. Hello các bạn. Bây giờ đang là 7 giờ tối và nhà tôi vừa ăn cơm xong. Thì như anh em thấy đấy là tình hình bây giờ là vẫn đang mất điện. Toàn thể cái khu này của tôi vẫn đang chưa có điện. Vậy là tính đến ngày thứ hai, tức là 2 ngày rồi mà chưa có điện. Ở phía bên này thì có chú hàng xóm nhà tôi thì mua cái máy phát điện nên là nhà có điện. Anh em thấy cái đèn sáng sáng không? Đó. Thế nhưng mà đấy là người ta mua máy phát điện. Thế còn lại thì điện xung quanh đây thì chưa có. Buổi chiều ngày hôm nay thì công việc của tôi cũng như là nhà tôi là dựng lại cái cây này. Thì đây, để tôi cho cái cây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái cây ở đây này. Đấy, là đã dựng lại rồi. Thế nhưng mà chỗ này là nhà tôi tuốt cây lá đi. Nhà tôi tuốt cây lá đi để cây nó đỡ bị chết đấy. Thế nên là công việc của tôi chiều nay nó là như thế. Thế còn bây giờ thì thời tiết khá là mát. Nói chung là nó không giống như hôm qua, mặc dù là cũng là mất điện, thế nhưng mà nó lại không mưa. Thế nên là khá là thoải mái. Ở trong nhà thì nó cũng rất là nóng mà nó cũng không có điện nữa. Thế tôi không làm gì được. Nên là tôi quyết định là đi chơi, anh em ạ. Quanh này thì cũng chả có gì chơi đâu. Chắc là tôi sẽ ra cái chỗ cái tiệm tạp hóa mà tôi hay mua đồ. Ra đấy xem tình hình như nào. Với lại tiện thì đi qua cái khu chung cư ấy. Thì nếu như mà có gì thì tôi sẽ lại vào cái chỗ nhà xe xong mà tôi sạc một ít pin của GoPro với lại pin của mic. Đấy, chương trình tối nay là như thế. Đuôi, anh em theo tôi nha. Nếu mà cái đèn đường của tôi nó hơi tối thì anh em thông cảm nhá. Tại vì đèn điện thoại này tôi đang soi sáng bằng điện thoại. Tại vì cái khu vực của tôi vẫn là khu vực chưa có điện. Hôm nay thì tôi có đọc qua tin tức thì thấy bảo là ở khu vực Hải Dương là hỏng điện rất là nặng, gần như là toàn tỉnh luôn. Nên là phải đi khắc phục sự cố ở tất cả mọi chỗ ấy.
Thì nếu như mà theo dự kiến thì ngày hôm nay sẽ khắc phục được 70%. Thì theo dự kiến là như thế. Tức là nếu như trong trường hợp mà đen nhất thì chỗ tôi sẽ nằm ở trong 30% còn lại. Tức là ít nhất phải ngày mai hoặc thậm chí là có thể ngày kia mới có thể khắc phục được sự cố điện. Nên là thực sự rất là toang nha. Thật sự rất là toang. Ôi, chỗ này chắc là tôi sẽ tắt đi. Đến cái chỗ tiệm tạp hóa thì tôi sẽ bật lại cho anh em xem nhá. Tại vì chỗ này cũng tối cũng không có gì cả. Ngó qua thì mấy cây là cũng có cây được dựng lên rồi nhưng có cây chưa. Lá nhá, người ta cũng tuốt hết rồi. Người ta cũng tuốt hết lá rồi để tránh cái việc cây nó bị chết. Ok nhá, lát nữa thì mình sẽ bật lại nhá. Hello các bạn. Bây giờ là khoảng tầm 9 giờ tối. Sau khi tôi đi chơi một tí thì tôi chủ yếu là ra tiệm tạp hóa tôi ngồi. Khá là mát và anh em có thể nhìn là tiệm tạp hóa có đèn đây kìa. Anh em nhìn cái đèn không? Đó. Đấy là cái chỗ tiệm tạp hóa mà tôi ngồi. Thì cái anh chủ tạp hóa anh có mua một cái máy phát điện để phát điện ở cái chỗ cửa hàng với phát điện ở trên cái nhà của anh luôn. Thì mình tranh thủ mình ngồi một tí và mình cũng tranh thủ mình sạc pin điện thoại được một chút. Thì ra đấy ngồi chơi thì nó cũng không có gì, nhưng mà được cái là nó mát. Hôm nay thì khả năng cao là sẽ chưa có điện, và theo như thông tin ngồi chém gió thì rất có khả năng là tầm trưa mai nó mới có. Tức là tôi sẽ lại phải chống chọi với lại bộ môn mất điện thêm một hôm nữa. Nhưng mà thật ra là cũng khá là thoải mái ở chỗ là hôm nay thì nó không mưa nữa rồi. Nên là nếu mà đêm nay mà ngủ ấy, mà có nóng ấy thì có thể mở cửa ra được. Nó mát. Nhưng mà nó mất điện thì nó cũng hơi khó chịu, mình cũng không sờ vào máy tính được. Và một cái nữa là mạng nó đang rất là yếu. Mạng nó yếu lắm mọi người ạ. Gần như là 4G hay là wifi thì không có rồi. 4G thì cũng không dùng được, thậm chí là sóng điện thoại còn yếu cũng không gọi điện được. Nên là hy vọng là nếu như mà may mắn thì có thể trưa nay thì sẽ được, à nhầm, sorry, nếu như may mắn thì có thể tối nay thì sẽ, đêm nay sẽ có điện. Thì như vậy nó rất là ok. Tôi cứ phải vừa đi tôi phải vừa dò đường anh em ạ, tại vì nó tối quá không có đèn, mà lại có một số cây nó đang đổ chưa được dựng lên nữa, nên là thỉnh thoảng tôi lại phải xoay cái điện thoại để tôi xoay xem là đường đi như nào. Chứ nhỡ mà chẳng may để vấp cái gì để nằm ở đây thì ối dồi ôi lắm. Giờ thì chắc là tôi đi về thôi. Tại vì ngồi chơi thì cũng thế thôi chứ cũng không có gì nữa. Chủ yếu là ngồi cho nó mát. Tầm này về thì tôi cũng không biết được là liệu có làm gì không. Nhưng mà khả năng rất là cao là sẽ không ngủ luôn. Chứ cũng không còn làm gì đâu rồi. Về thì theo như tinh thần chủ nghĩa đam mê nước ngọt thì úi dồi ôi, đấy tí nữa thì vướng cái cây. Thì tôi có mua một chai nước ngọt về, nhưng mà tại vì tay tôi đang cầm khá là nhiều thứ nên là không tiện sâu cho anh em. Mua một chai nước ngọt về thôi, không có gì cả. Không biết anh em có nhìn thấy cái nhà mà sáng đèn hay không? Kia là cái đèn của ô tô nhá, bên này là đèn ô tô này, nhưng mà ở bên này anh em nhìn cái đèn cái nhà mà nó sáng đèn không? Đây nè, đó. Thì cái nhà là cái nhà của cái chú hàng xóm này. Đấy, chú ấy mua một cái máy phát điện. Mục đích mua máy phát điện là để sục bể cá anh em ạ. Không cá nó hẹo. Người có tiền nó khác. Ước gì mình cũng giàu được như vậy. Bây giờ thì tôi về đây. Có tình hình gì thì tôi sẽ lại cập nhật cho mọi người sau nhé. Hello mọi người. Bây giờ là khoảng tầm 6 giờ sáng. Và đúng như tôi dự đoán thì nhà tôi hoặc là cái khu vực của tôi vào cái khu vực đen nhất, tức là vào 30% còn lại là bây giờ vẫn chưa có điện, và hy vọng là trưa ngày hôm nay là sẽ có điện. Nhưng mà được cái là sáng sớm khá là mát mẻ, mọi người có thể nhìn đấy. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng, trông khá là mát mẻ. Wow, nhìn cái chỗ này trông như kiểu là cơn lốc không? Mọi người có thấy giống tôi không? Wow. Nhưng mà nói chung là khá là mát mẻ, nhưng mà hơi tiếc là không có gió nên là hơi nóng mọi người ạ. Đây là một buổi sáng thứ ba đã không có điện.
Nếu như mà trong trường hợp còn đen hơn nữa thì khả năng là ngày mai tôi mới có nhà, tôi mới có điện chứ không phải là hôm nay mọi người ạ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là sẽ là hôm nay thôi. Tôi không ngờ là nó mất điện sâu như vậy. Có vẻ thời tiết đã đẹp hơn rất là nhiều nên là ở chỗ công viên xa xa bên kia thì các cụ đã bắt đầu tập thể dục rồi. Bên này thì cây cối mọi người thấy là cũng được dọn dẹp khá khá rồi. Như cái cây của nhà tôi là cũng đã dọn rồi này. Đây tôi sẽ cho mọi người xem cái cây nhà tôi này. Đó, đây này. Mọi người nhìn thấy cây mà nó không còn tí lá đâu không? Đấy, cái cây này là nhà tôi trồng lại lên đấy. Nhưng hôm qua là nâng lên là phải tuốt bớt lá đi. Tuốt lá phạt cành đi để cho nó còn sống chứ không nó mổ mất. Ok, thì đây là tình hình của sáng sớm. Nếu như có tình hình gì thì tôi sẽ cập nhật cho anh em nhé. Nhưng mà chắc là khả năng là nếu như mà không có điện thì tôi sẽ lại phải ra cái bên tạp hóa ở bên kia. Đây tôi chỉ cái hướng tay mấy mọi người có thấy không? Đấy, tôi sẽ đi ra cái tạp hóa bên này. Hoặc là tôi sẽ vào cái nhà xe ở bên này. Tôi sẽ lại phải sạc pin mọi người ạ. Thế là tình hình của sáng thứ ba mất điện sau bão. Bây giờ thì chắc là tôi sẽ tranh thủ đi xuống dưới để tôi xem có cái gì ăn không. Tại các bạn là bình thường là tôi rất ít khi dậy tầm sớm sớm như này. Mà dậy tầm sáng sớm thì tôi sẽ hay bị đói nên là tôi sẽ thử đi xuống dưới để xem là có cái gì ăn không. Để xuống dưới đi. Tôi cầm theo ví xuống dưới. Tại vì tôi cũng chưa biết được là liệu 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 ngân hàng có kiểu mạng mình có ổn hay không thì chưa chắc là chuyển khoản được nên là tôi sẽ cầm theo ví. Và hiện tại ở trong ví của tôi đang có đâu đó khoảng tầm 20.000, hơn 20.000. Đây khả năng sẽ là chỗ tiền ăn sáng của tôi mọi người ạ. Hy vọng là nó sẽ hoạt động mạng một chút để mình có thể chuyển khoản được. Ok, let's go. Bây giờ thì tôi sẽ đi sang cái khu vực phía bên này, ngay cái chỗ mà có cái cột ở đây này, thì tôi sẽ đi sang bên này. Tại vì tôi nghe nói là ở khu vực đấy ấy, thì hôm qua là người ta có điện rồi, nên là tôi sẽ đi thử ở đấy xem là cái quán phở mà tôi hay ăn ở đấy ấy, thì họ có điện chưa. Thì nếu như mà họ có điện và họ mở hàng rồi thì có lẽ là mình sẽ có món ăn sáng luôn. Còn nếu như mà không thì tôi sẽ lại quay ngược lại về cái khu mà tạp hóa tối hôm qua tôi ra. Thì khả năng rất là cao là sẽ có đồ ở đấy. Thì có mấy cái đồ linh tinh thì mình sẽ mua. Tại vì cái anh chủ tạp hóa hôm qua ấy là anh ấy ngủ ở cái chỗ gian hàng luôn. Nên là nếu mà ra đấy thì chắc kiểu gì cũng sẽ có. Còn trong trường hợp đẹp nhất thì tôi ra cái chỗ khu vực quán phở ở đây thì họ đã có phở cho mình rồi. Đấy, họ đã có điện nữa. Nên là biết đâu mình sẽ sạc được cả điện thoại luôn. GoPro luôn. Ok. Cái quán mà tôi hay ăn ở đây thì họ đang đóng cửa rồi. Vậy tức là khả năng là có thể là họ chưa mở bán hoặc là chưa có điện. Tôi đi thử ở đây để tôi nhìn xem là cái trục đường này nó như nào. Thì mọi người thấy đấy, cây đổ hết rồi. Sợ thật. Bên này là có xe họ đang dọn này. Đây, cây này nghiêng luôn. Đây là khả năng là khắc phục sẽ còn rất là lâu. Và hỏi liệu không biết là hôm nay có khắc phục được điện ở chỗ khu vực nhà tôi không. Khó khăn đó. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ phải quay ngược lại về cái khu tôi. Bây giờ tôi sẽ phải quay ngược lại cái chỗ tiệm tạp hóa vậy. Thank you.
đánh giá là đây là một tiệm rất là yêu nước nhé. Này, anh em nhìn này. Đấy, thấy không? Bây giờ thì có lẽ là tiếng máy hơi to, nên là tôi đang ngồi sạc pin nhờ ở đây. Đây có món này, tí nữa tôi sẽ mua một hộp và tôi sẽ ăn thử cái này. Được 3 cái xúc xích, tí mua về ăn thử. Đang ngồi sạc nhờ pin được 45% rồi. May quá. Nghe nói là chiều tối này mới có điện. Quá buồn. Mà bây giờ mới là 6 giờ sáng. Hết sức buồn luôn. Hiện giờ thì tôi đang ngồi đây một mình. Hy vọng là anh em không bị ồn. Tại vì đây đang là cái tiếng của cái máy phát. Đây này. Cái máy phát này nó đang kêu nên là có thể nó sẽ hơi ồn. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang ngồi để tôi trông hàng cho anh chủ tiệm tạp hóa. Đấy. Ổng mới lên là xem con cái đi học chưa. Thế là nghiễm nhiên là tôi ngồi đây tôi thành nhân viên bán hàng thời vụ của anh em ạ. Được cái ngồi đây nó mát. Ê sao mặt tôi nó có cái gì vậy? Anh em có nhìn thấy cái vết này của tôi không? Đây. Dã man thật. Quá. Gì ạ? Wow, trông sợ thật sự. Đây, hiện tại tôi đang làm nhân viên thời vụ ở đây. Tuyệt vời luôn. Bây giờ là 7 giờ. Và bây giờ thì tôi đang trên đường về. Sau khi ngồi trông quán hộ một tí thì anh ấy quay trở lại thì tôi đi về thôi chứ cũng không làm gì nữa rồi. Mua được đây. Tôi mua một cái xúc xích này để tí nữa ăn này. Xong rồi đây là mua thêm một hộp bánh. Bánh gạo gì gì đấy, tôi cũng chả rõ nhưng mà cửa hàng nó cũng không còn nhiều. Còn thì mua nấy anh em ạ. Mua về coi như là ăn sáng chứ sáng nay đi thì cũng chả sợ lần được cái gì cả. Cũng hơi đói. Hy vọng là hôm nay sẽ có điện sớm, mặc dù là thông tin là tận chiều tối mới có nhưng mà mình vẫn mong là hy vọng là sẽ có điện sớm chứ không là mất điện khổ lắm anh em ạ. Tình hình nhà tôi vừa về đến nhà thì tôi phát hiện ra là nhà tôi đang không có ai ở nhà các ông ạ. Thế nó mới căng thẳng chứ lệ. Nhưng mà bây giờ tôi đang phải ngồi ở ngoài. Tôi đợi. Gọi điện cũng không ai nghe. Chắc có khi đi đâu ấy thôi. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi sẽ ăn cái món heo cao bồi này. Đấy. Tôi sẽ ăn thử xem nó trông như nào nha. Đây là mình món gì nhỉ? Phô mai à? Nó bóc như nào ta? Ủa cái này bóc sao? Bóc khó vậy? Đây rồi. Bây giờ nha, theo như hướng dẫn luôn là bây giờ phải lấy nhãn giấy ra khỏi này. Nhãn đây à. Wow, cái này là chắc là phô mai hả? Đây là dĩa đa năng. Dùng dĩa đa năng kẹp vào cây xúc xích để xé lớp vỏ ngoài. Wow, kẹp vào đâu vậy? Wait, what? Kẹp nào. Ê, các ông ơi, cho tôi hỏi là bóc cái xúc xích của gì ấy? Thôi được rồi, tôi nghĩ là mình sẽ bóc theo kiểu truyền thống vậy.
mình sẽ bóc xúc xích truyền thống. Xong rồi cho vào đây à? Mình sẽ cho vào cái hộp này. Đấy. Rồi. Ok. Thì cái này nó có 4 cái xúc xích. Xong là bây giờ mình sẽ bóc cái hộp này à. Bóc cái túi này. Theo như hướng dẫn là bóc cái túi này. Rồi, xong rồi đổ vào đây. Đó. Giờ để tôi quay cái. Rồi, đấy, đây là sau khi tôi đã đổ phô mai vào này. Xong là bây giờ là lắc lên à. Phải không ta? Bay mẹ xúc xích rồi. Tôi còn đúng một cái xúc xích cho con ạ. Đây là tôi cho con xem. Xúc xích bay hết rồi. Nè, hai cái xúc xích kìa. Xong đây một cái nữa đây. Hỏng ăn rồi. Hỏng ăn rồi. Shit. Có đúng một cái không ạ? Thôi được rồi. Tôi nghĩ là ít nhất là một cái mình cũng cảm nhận được hương vị của cái món này ha. Eo hiểu kiểu gì. Cũng ngon cơ mà. Tuyệt vời. Ê, nhưng mà cũng ngon đấy. Chỉ vài cái là tôi bị mất 3 cái xúc xích rồi. Tôi mua vừa nãy là mua mất 10.000, được 4 cái xúc xích. Vậy vị chi là một cái là 2.500. Thế nhưng mà với kiểu ăn của tôi ngày hôm nay, tức là một cái xúc xích đấy là tôi ăn với giá 10.000 không ạ. Tại vì tôi bị mất 3 cái còn lại rồi. Còn... rồi mới chịu được. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem là bão vừa rồi thì nhà tôi bị ảnh hưởng như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Đây là chỗ tầng trên của nhà tôi. Mấy cái nhà đang xây này nhá. Mấy cái nhà đang xây này có mấy cái giàn giáo này là cũng bị đổ hết. Đó. Đấy, mấy cái nhà đang xây ở đằng sau tôi này là đổ hết giàn giáo đó. Đây. Thì để tôi xem nào. Đây này. Nhà tôi là bị ảnh hưởng là nó có một cái miếng tôn ở đây. Không biết là bố tôi đang cất ở đâu rồi. Kia kìa. Để tôi chui ở đây tôi cho mọi người xem nhá. Ở đây. Mọi người thấy nó dài tít ở trong không? Thì cái miếng tôn này là đúng ra nó sẽ bọc ở bên ngoài. Đó. Thế nhưng mà mọi người nhìn này. Đấy, nó bị rách ở đây này. Đây là những cái chỗ mà là đúng ra là ốc vít ở đây này. Nhưng mà nó bị rách ra. Đấy, thế là nguyên một cái đoạn dài kia là nó bị rách. Thế xong là bố tôi sẽ phải tháo cái miếng này ra, xong là cất vào trong này. Chứ không là lúc đấy là nó chỉ còn đúng một cái vít thôi. Nếu như mà nó rách nốt ở cái chỗ vít đấy nữa nhá, là cái miếng này này nó sẽ bay xuống dưới. Thế nhưng là nhà tôi thì cũng không thiệt hại nhiều lắm. Ở mức độ chấp nhận được, gọi là không đến mức quá nặng nề. Nhưng mà cái miếng này nó làm cho nhà tôi tầm đêm nó kêu à. Đây, bình thường cái miếng tôn ấy nó sẽ được kẹp ở chỗ mấy cái này này. Đó,
Thì đến lúc mà nhà tôi lên sau cái hôm mà nó dõ bão ấy, là còn đúng một cái vít ở ngoài kia. Thế là bố tôi phải tháo nó ra, xong là cất xuống. Thì đấy là toàn bộ thiệt hại của nhà tôi, là bao gồm cái tôn đấy và mấy cái mảnh gỗ thì nó chỉ bị bay ra thôi. Cái gỗ thì nó chỉ bay ra thôi, chứ không có gì cả. Đấy, đấy là thiệt hại của nhà tôi anh em ạ. Hello mọi người, hôm nay đang là ngày 11 tháng 9 và hiện tại thì đang là tầm sáng sớm, khoảng tầm 8 giờ sáng. Thì tình hình nhà tôi đã có điện vào ngày hôm qua, lúc tầm chiều tối thì đã có điện rồi. Nó có điện một lúc, sau đó lại mất. Thế nhưng mà sau đấy thì khoảng tầm 50 phút thì nó lại có điện. Và từ đó cho đến bây giờ thì chưa có dấu hiệu là bị mất điện. Ngày hôm qua thì khi mà có điện thì tôi cũng chưa quay cho mọi người được. Tại vì tôi phải sạc cái pin của GoPro, cũng như là phải làm tất cả mọi thứ khi mà có điện mọi người ạ. Tại vì 3 ngày mất điện là rất là nhiều thứ kiểu mình chưa làm ấy, thì kiểu có điện đó mình phải làm. Thì tình hình thì cho tới hiện tại thì sáng ngày hôm nay thì trời nó mưa âm ỉ từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Bây giờ nó vẫn đang mưa, nhưng mà nó mưa bé cho nên là tôi có thể ra đây tôi đứng được. Nhưng mà tình hình nghe nói là rất là phức tạp ở chỗ là sau bão thì mực nước của các cái khu vực đang dâng lên, đặc biệt là ở Hà Nội, Thái Bình là đã có những cái thông tin khẩn cấp về việc là nước có dâng lên rồi. Sáng ngày hôm nay thì Hải Dương cũng đã đưa cái thông tin khẩn cấp rằng là mực nước đang dâng lên khá là cao và rất có thể là sẽ xảy ra lũ. Nên là hy vọng là tình hình nó không chuyển biến quá xấu. Và 1-2 ngày tiếp theo thì nếu như trong trường hợp mà có bão lũ xảy ra thì rất có khả năng là sẽ lại mất điện. Thì không biết là tình hình nó như nào. Thế cho nên là tôi cũng mong là tất cả những bạn mà đặc biệt là những bạn mà đang sinh sống ở cái khu vực chịu ảnh hưởng của bão thì các bạn sẽ cố gắng là chú ý giữ an toàn cho bản thân. Thế còn cái video này thì có lẽ là tôi cũng sẽ chuẩn bị tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong 3 ngày vừa qua. Anh em có thể thấy đấy, 3 ngày vừa qua rất là khó khăn, cũng như là có rất là nhiều những cái thay đổi khi mà điện không có rồi các thứ đều không ổn định ấy. Nên là cuộc sống hàng ngày nó bị đảo lộn hết cả. Nên là cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong 3 ngày qua. Và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và các bạn nhớ chú ý giữ an toàn cho bản thân nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.